Aptera Motors, một công ty khởi nghiệp tại California, đã đạt được một cột mốc quan trọng trong việc phát triển xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời. Công ty gần đây đã ra mắt mẫu xe mới nhất của mình, Aptera Pi2, một chiếc xe ba bánh kiểu dáng đẹp, được thiết kế để xác định lại ranh giới của giao thông bền vững. Chiếc xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời, SCV, đột phá này tự hào có phạm vi hoạt động ấn tượng lên đến 1.000 dặm chỉ sau một lần sắc, nhờ thiết kế hiệu quả cao và các tấm pin mặt trời được tích hợp. Thành tựu này đánh dấu một cái thời khắc quan trọng trong quá trình phát triển của xe điện, chứng minh khả năng tồn tại của năng lượng mặt trời như một cái nguồn năng lượng chính cho phương tiện giao thông cá nhân. Aptera Pi2 không chỉ là một chiếc xe điện khác với các tấm pin mặt trời được thêm vào sau đó. Nó là một chiếc SUV được chế tạo có mục đích, được thiết kế tỉ mỉ để tối đa hóa lợi ích của năng lượng mặt trời. Cách tiếp cận sáng tạo này đã tạo ra một chiếc xe có thể di chuyển quãng đường đáng kể chỉ bằng năng lượng mặt trời, giảm sự phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng sắt truyền thống và giảm thiểu tác động đến môi trường của giao thông vận tải. Với thiết kế kiểu dáng đẹp, công nghệ tiên tiến và cam kết về tính bền vững, Aptera Pi2 thể hiện một tầm nhìn hấp dẫn cho tương lai của di động. Aptera Pi2 nổi bật giữa đám đông với thiết kế khí đồng học mang hơi hướng tương lai. Hình dạng giọt nước và cầu hình ba bánh của nó giúp giảm thiểu lực cận, cho phép nó lướt trong không khí với lực cận tối thiểu. Hiệu quả từ khí đồng học này là rất quan trọng để tối đa hóa phạm vi hoạt động, đặc biệt là khi dựa vào năng lượng mặt trời. Thân xe nhẹ, được chế tạo từ vật liệu composite, tiếp tục nâng cao hiệu quả của nó bằng cách giảm năng lượng cần thiết để tăng tốc và phanh. Nội thất của Aptera Pi2 theo phong cách tối giản và tập trung vào người lái, có bằng điều khiển kỹ thuật số và vô lăng kiểu ếch. Mặc dù có kích thước nhỏ gọn, chiếc xe vẫn có chỗ ngồi thoải mái cho hai hành khách và cung cấp khoảng hành lý rộng rãi. Aptera Pi2 được thiết kế để vừa thực tế vừa bền vững, minh chứng cho cam kết của công ty trong việc tạo ra một chiếc xe hoạt động hiệu quả cũng như thân thiện với môi trường. Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Aptera Pi2 là phạm vi hoạt động phi thường của nó. Chiếc xe có thể di chuyển tới 40 dặm mỗi ngày chỉ bằng năng lượng mặt trời nhờ vào 700W từ các tấm pin mặt trời được tích hợp. Điều này có nghĩa là đối với nhiều tài xế, việc di chuyển hàng ngày có thể được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời, loại bỏ nhu cầu sắc truyền thống. Đối với những chuyến đi dài hơn, Aptera Pi2 có thể được cắm vào ở cầm tiêu chuẩn, với một lần sắc đầy cung cấp phạm vi hoạt động lên đến 1.000 dặm. Phạm vi hoạt động ấn tượng này đạt được thông qua sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm thiết kế nhẹ, hình dạng khí đồng học và hệ thống truyền động hiệu quả của xe. Aptera Pi2 là minh chứng cho tiềm năng của năng lượng mặt trời trong việc thay đổi phương tiện giao thông cá nhân, mang đến cái nhìn thoáng qua về một tương lai nơi mà nỗi lo về phạm vi hoạt động chỉ còn là chuyện của quá khứ. Nằm ở trung tâm của những cái khả năng vượt trội của Aptera Pi2 là công nghệ năng lượng mặt trời tiên tiến của nó. Thân xe được bao phủ bởi hơn 3 mét vuông pin mặt trời hiệu suất cao, được bố trí chiến lược để tối đa hóa khả năng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Các pin này được tích hợp liền mạch vào thân xe, duy trì tính thẩm mỹ kiểu dáng đẹp, đồng thời cung cấp nguồn năng lượng tái tạo liên tục. Các pin mặt trời được sử dụng trong Aptera Pi2 được thiết kế để có độ bền cao và tuổi thọ lâu dài, có khả năng chống chọi với sự khắc nghiệt của việc lái xe hàng ngày và tiếp xúc với các yếu tố thời tiết. Hệ thống quản lý pin trên xe đảm bảo rằng năng lượng do các tấm pin mặt trời tạo ra được lưu trữ và sử dụng hiệu quả, tối đa hóa phạm vi hoạt động và hiệu suất của xe. Phần 5: Thiết kế nhẹ, hiệu quả tối đa. Cam kết về hiệu quả của Aptera Pi2 vượt xa công nghệ năng lượng mặt trời của nó. Toàn bộ thiết kế của xe được tối ưu hóa để giảm thiểu tiêu thụ năng lượng và tối đa hóa phạm vi hoạt động. Kết cấu nhẹ của nó đạt được thông qua việc sử dụng vật liệu composite tiên tiến, làm giảm đáng kể lực cận lăn và nhu cầu năng lượng để tăng tốc của xe. Cầu hình ba bánh của Aptera Pi2 tiếp tục nâng cao hiệu quả của nó bằng cách giảm diện tích mặt trước và hệ số cần của xe. Thiết kế sáng tạo này kết hợp với hệ thống truyền động tiên tiến và hệ thống phanh tái tạo năng lượng của xe, tạo ra một chiếc xe tiết kiệm năng lượng đặc biệt, giảm thiểu lượng điện năng tiêu thụ và tác động đến môi trường.
Phần 6, cái nhìn về tương lai, xe điện năng lượng mặt trời trên đường chân trời. Aptera Pi2 đại diện cho một bước tiến đáng kể trong việc phát triển xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời. Phạm vi hoạt động ấn tượng, thiết kế sáng tạo và cam kết về tính bền vững của nó mang đến một tầm nhìn hấp dẫn cho tương lai của giao thông vận tải. Mặc dù vẫn còn những thách thức về mở rộng quy mô sản xuất và phát triển cơ sở hạ tầng, Aptera Pi2 đã chứng minh tiềm năng to lớn của năng lượng mặt trời trong việc cách mạng hóa phương tiện giao thông cá nhân. Khi công nghệ năng lượng mặt trời tiếp tục phát triển và chi phí pin tiếp tục giảm, xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời sẽ có vai trò ngày càng quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang một hệ thống giao thông bền vững hơn. Aptera Pi2 không chỉ là một chiếc xe hơi, nó là một tuyên bố về ý đồ, một cái tầm nhìn táo bạo về một tương lai nơi giao thông vận tải không còn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Phần 7 tác động đến môi trường, hướng tới một ngày mai xanh hơn. Ngành giao thông vận tải là một trong những cái nguyên nhân chính gây ra khí thải nhà kính toàn cầu, khiến cho việc chuyển đổi sang các giải pháp giao thông sạch hơn, bền vững hơn trở nên cấp thiết. Xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời như Aptera Pi2 mang đến một giải pháp hấp dẫn, giảm đáng kể hoặc thậm chí loại bỏ khí thải từ ống xa và sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Bằng cách khai thác sức mạnh của mặt trời, Aptera Pi2 giảm thiểu tác động đến môi trường trong suốt vòng đời của nó, từ việc tìm nguồn nguyên liệu thô đến quy trình sản xuất và cuối cùng là hoạt động trên đường. Aptera Pi2 được thiết kế với ý tưởng về tính bền vững, việc ít phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng sạc truyền thống của nó tiếp tục giảm thiểu tác động đến môi trường, giảm bớt nhu cầu về lưới điện có thể vẫn dựa vào nhiên liệu hóa thạch. Phần 8, lợi ích kinh tế của giao thông vận tải chạy bằng năng lượng mặt trời. Những lợi ích về môi trường của xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời đã được ghi nhận rõ ràng, nhưng những lợi thế về kinh tế cũng hấp dẫn không kém. Bằng cách giảm hoặc loại bỏ nhu cầu sử dụng xăng dầu, xe điện năng lượng mặt trời như Aptera Pi2 mang đến khả năng tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu trong suốt vòng đời của xe. Khi công nghệ năng lượng mặt trời tiếp tục được cải thiện và chi phí sản xuất giảm, xe điện năng lượng mặt trời ngày càng trở nên phải chăng đối với người tiêu dùng. Các ưu đãi của chính phủ và giảm thuế càng làm tăng thêm sức hấp dẫn, khiến xe điện năng lượng mặt trời trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những người tiêu dùng có ý thức về môi trường, muốn tiết kiệm tiền và giảm lượng khí thải carbon của họ. Phần 9, thách thức và cơ hội trong thị trường xe điện năng lượng mặt trời. Mặc dù tương lai của xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời rất tươi sáng, nhưng vẫn còn những thách thức cần vượt qua. Việc mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu tiềm năng, đảm bảo nguồn nguyên liệu thô cho sản xuất pin và phát triển cơ sở hạ tầng sắc mạnh mẽ là tất cả những yếu tố quan trọng sẽ ảnh hưởng đến việc áp dụng rộng rãi xe điện năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, những thách thức này cũng mang đến những cơ hội đáng kể cho đổi mới và đầu tư. Khi nhu cầu về xe điện năng lượng mặt trời tăng lên, nhu cầu về công nghệ pin tiên tiến, tam pin mặt trời hiệu quả và mạng lưới sắc mạnh mẽ cũng sẽ tăng theo. Ngành công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ này có tiềm năng tạo ra việc làm mới, kích thích tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang một tương lai bền vững hơn. Phần 10, Aptera dẫn đầu xu thế di động bền vững. Aptera Motors với chiếc Aptera Pi2 đột phá đang đi đầu trong việc thay đổi mô hình giao thông cá nhân, cam kết của công ty trong việc vượt qua ranh giới của những gì có thể với xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời là nguồn cảm hứng cho ngành công nghiệp và là ngọn hải đăng của hy vọng cho một tương lai xanh hơn. Aptera Pi2 không chỉ là một chiếc xe hơi, nó là biểu tượng cho những gì có thể đạt được khi sự đổi mới, tính bền vững và niềm đam mê cho một tương lai tốt đẹp hơn hội tụ. Khi thế giới chuyển sang các phương thức giao thông sạch hơn, bền vững hơn, các công ty như Aptera Motors đang dẫn đầu xu thế, mở đường cho một tương lai nơi mà tính di động và trách nhiệm với môi trường song hành cùng nhau.